Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Những bộ phim hay nhất của blog Việt Food. Cưới trước yêu sau là một thể loại được nhiều người yêu thích, cả ngoài đời lẫn trong phim. Dạo gần đây thì có rất nhiều bộ phim Thái Lan hay khai thác về thể loại này. Không phải ai cũng gặp đúng người và có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Có những cuộc hôn nhân sắp đặt, vô tình, tùy tiện nhưng lại dựng nên một mái ấm hạnh phúc. Thậm chí nhiều cặp đôi cưới nhau, vẫn ghét nhau, trả thù nhau, suốt ngày mâu thuẫn. Vậy thì chủ đề ấy khi đưa lên phim Thái sẽ thú vị như thế nào? Hãy cùng theo dõi ngay video này để xem những bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ nha. Một bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, cặp đôi cay như ớt. Cặp đôi cay như ớt, Koja Rotrap là bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau với những tình tiết hài hước và sự bá đạo của cặp đôi chính gây nên nhiều tiếng cười cho khán giả. Theo sắp đặt của gia đình thì cô nàng cá tính, thông minh, xinh đẹp, Rose phải kết hôn với anh chàng con, nhà giàu nhưng lăng nhăng và có nhiều tật xấu. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này thường xuyên chơi khăm và đấu khẩu với nhau. Nhiều khi thấy con như một đứa trẻ lớn xác và Rose thì lại không thiếu trò dành cho anh chồng nhà mình. Để xem liệu chuyện tình cảm hài hước và đầy thú vị này của cặp đôi con và Rose sẽ ra sao thì các bạn đừng quên theo dõi bộ phim Cưới trước yêu sau Thái Lan này để có câu trả lời nha. 2. Bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, cô dâu nhập khẩu. Cô dâu nhập khẩu Sapai Import là bộ phim Thái Lan thể loại cưới trước yêu sau, đầy hài hước và lãng mạn. Phim kể về cô nàng du học sinh Lisa bất đắc dĩ phải kết hôn với Don, là người thừa kế trang trại gia súc lớn có giá trị kếch xu. Xung quanh Don không thiếu những cô gái theo đuổi, nhưng anh không để mắt đến. Khi gặp Lisa thì anh cũng không ưa gì cô. Anh nghĩ cô là một người tham tiền, luôn gây khó dễ cho Lisa. Một ngày thì Lisa phải giải quyết những vấn đề rắc rối xảy ra quanh mình, từ đó tạo nên những tình huống giờ khóc giờ cười. Thời gian gần nhau thì đã giúp Don và Lisa hiểu hơn về đối phương. Lisa cũng dần chinh phục được trái tim của anh. 3. Bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, cô dâu gián điệp của tôi. Bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, cô dâu gián điệp của tôi, My Secret Bride, là bộ phim hành động, tình cảm, hài hước, được công chiếu vào năm 2019. Suma là một điệp viên cảnh sát cải trang đang thực hiện nhiệm vụ để theo dõi Mr. Ha. Trong lần gặp Danurut là một cảnh sát thì cô đã bị trúng tiếng sét ái tình bởi vẻ ngoài điển trai của anh. Vì một số hiểu lầm mà Danurat thuê cô làm vợ giả của anh, Samu đã đồng ý để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng tìm hiểu Danurut xem anh có dính dáng tới Mr. Ha hay không. Cô chuyển đến sống cùng Danurut và từ đó những câu chuyện thú vị bắt đầu ở bộ phim Thái Lan Cưới trước yêu sau này. Các bạn đừng bỏ lỡ bộ phim này nha! 4. Bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, cô vợ mẫu mực. Nếu ai thích thể loại phim cưới trước yêu sau thì nhất định không thể bỏ qua bộ phim Thái Lan cô vợ mẫu mực, Padi Warada. Rin vốn là trẻ mồ côi, được gia đình quý tộc Bamlung Prasakit nhận nuôi dưỡng. Vì báo ơn, cô đã đồng ý thay tiểu thư nhà này cưới một chàng trai có gia đình vừa bị phá sản, Saran. Saran vốn yêu một người con gái khác và bị cô ta bỏ rơi khi anh lâm vào cảnh cơ hàn. Như nhân vật nữ chính bước ra từ truyện cổ tích thì Rin là một người vô cùng tháo vát, việc nhà, lại biết lễ nghĩa nhưng cũng mạnh mẽ và gai góc. Cô có thể dịu dàng với mọi người nhưng lại cứng rắn trước sự vương vấn người yêu thuở xưa, của chồng và dập tả tơi tình cũ hay quấy rối. Mâu thuẫn giữa tình nghĩa vợ chồng một đời và tổn thương tình yêu khó quên ban đầu đưa đến những tình tiết phim hấp dẫn. Nhân vật trong bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau này khá sinh động. Lời thoại hay cùng những ý nghĩa mà bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau này mang lại rất thấm, rất sâu sắc. 5. Bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, cô dâu bất đắc dĩ. Cô dâu bất đắc dĩ, Yao Xiao Yung Yon là bộ phim dài tập Thái Lan về thể loại cưới trước yêu sau, hài hước, lãng mạn. Một ngày đẹp trời thì bạn chuẩn bị đính hôn hay đám cưới với một ai đó mà họ bỏ bạn ra đi và bạn tình cờ gặp một cô dâu, chú rể, cô đơn cùng cảnh ngộ. Hai bạn đến với nhau trở thành một cặp đôi bất đắc dĩ. Đó chính là câu chuyện tình yêu của Khét và Mây. Định mệnh khéo ăn bài đã cho Khét gặp Mây, thêm một tí men say trò chơi tình ái bắt đầu. Giả làm vợ chồng lại còn ngủ cùng nhau. Nàng Mây không biết tù mấy kiếp mà vô tình vớ được anh chồng Khét đẹp trai, ngọt ngào. Chỉ mỗi tội là anh ta nghiện hôn quá mức thôi. 6. Bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, giao dịch tình yêu. Giao dịch tình yêu là bộ phim Thái Lan cưới trước yêu sau, kể về tình yêu của nhà lãnh đạo trẻ tuổi, giàu có, Sake và cô nàng Kate.
vì trả nợ của bố mà chấp nhận mang thai hộ cho anh. Sake đã từng một lần yêu say đắm nhưng bị lừa dối và đổ vỡ trong tình yêu. Từ đó mà anh không còn niềm tin về một câu chuyện tình màu hồng nào nữa. Sake rất ghét Kate và luôn gây khó dễ, bắt nạt Kate. Nhưng bằng sự dịu dàng với sự chân thành của mình mà Kate đã làm trái tim của Sake một lần nữa xung động. Kate đã cảm hóa được tâm hồn cô đơn, lo sợ của Sake và còn khiến mọi người trong nhà chấp nhận, yêu mến cô. 7. Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Cuộc Chiến Với Nhân Tình. Cuộc chiến với nhân tình, Wed It Right được công chiếu vào năm 2011 và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Đây là một trong những bộ phim Thái Lan thể loại cưới trước yêu sau và ngược, tả tơi mà bạn không nên bỏ lỡ. Công Kai là thiếu gia nhà giàu, lãng tử được nhiều cô gái vây quanh. Anh hẹn hò cùng cô người mẫu Rung Chat đầy tham vọng, quyền lợi, nhưng họ không được mẹ của Công Kai chấp nhận. Anh phải kết hôn với người con gái mà anh không yêu là Arun Prapai, một cuộc hôn nhân sắp đặt. Arun Prapai lúc đầu chưa yêu Công Kai, nhưng sau đó nảy sinh tình cảm, chính thức bước vào cuộc chiến với nhân tình, bị dày vò, đau khổ khi thấy chồng mình bên người con gái khác. Ai yêu trước thì người đó thiệt thòi. Liệu tình cảm muộn màng của Công Kai và sự hối hận của anh có còn kịp để dựng lại tổ ấm? Hãy theo dõi bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau này để biết được câu trả lời nha! 8. Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Khi Người Đàn Ông Yêu. Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Khi Người Đàn Ông Yêu kể về chuyện Anushaya và Satawat bị ép kết hôn với nhau. Trước đó thì cả hai có rất nhiều hiểu lầm và trong hôn nhân, hiểu lầm cũng chồng chất. Gay gắt hơn khi người thứ ba là Somika, bạn gái cũ của Satawat luôn thủ đoạn, bày mưu tính kế. Âm mưu bị vạch trần lại xuất hiện thêm cái bẫy mới, cho nên cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ này không lúc nào là yên bình cả. Tình yêu trải qua nhiều sóng gió lại càng mạnh mẽ và bền vững hơn. Cuộc sống đầy trở ngại sẽ dạy con người cách vượt qua để họ hiểu nhau hơn và tình yêu cũng thầm lặng, đơm hòa kết trái. Nội dung phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Khi Người Đàn Ông Yêu đầy kịch tính, khiến người xem dễ bị ức chế khi có sự xuất hiện của kẻ thứ ba đáng ghét, khó tiêu diệt. Tuy vậy cũng thỏa mãn khi cặp đôi chính dần có tình cảm và thấu hiểu đối phương hơn. 9. Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Điệp Vụ Làm Dâu. Điệp Vụ Làm Dâu là bộ phim làm mưa làm gió trong cộng đồng yêu phim vào năm 2016 và cũng được xếp vào top những bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau hay nhất. Hợp đồng hôn nhân giả và cái kết bất ngờ. Pum là thiếu gia của một gia đình giàu có, tính anh ham chơi và lăng nhăng. Để trị con trai của mình thì gia đình Pum quyết định sắp đặt cho anh một cuộc hôn nhân với con gái đối tác. Một người như Pum không dễ thỏa hiệp, anh không muốn bị trói buộc hôn nhân quá sớm. Một phần anh muốn chờ đợi bạn gái đang du học về là đoen trai. Pum đã nghĩ ra cách là ký hợp đồng hôn nhân với một cô gái quê mùa, vụng về là Yai. Yai sẽ đóng giả là đoen trai. Những câu chuyện hài hước từ đó cũng bắt đầu. Trước nguy cơ hợp đồng hôn nhân sắp bại lộ và sự rung động của Pum trước Yai, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau này được đánh giá là khá gay cấn, hấp dẫn bởi nội dung cùng dàn diễn viên chất lượng khiến khán giả thích mê. 10. Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Hoàng Cung Bản Thái. Bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Princess Hours Thailand là bộ phim remake thứ hai của Hoàng Cung sau phiên bản năm 2006 của Indonesia. Khác với nguyên bản của Hàn Quốc, thì bộ phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau – Princess Hours Thailand chú trọng đến những cảnh quay lãng mạn của Thái tử Phi, Kha Ninh và Thái tử In hơn là những trò nghịch ngợm của cặp đôi mới lớn. Một số điểm khác cho phiên bản mới này là Thái tử Ong Cha In là người chơi vĩ cầm, còn Mai Ni là một cung thủ, thay đổi từ một vũ công ba lê như bản gốc. Vậy là blog Việt Food vừa cùng các bạn điểm tên 10 bộ phim Thái Lan với chủ đề Cưới Trước Yêu Sau mà bạn không nên bỏ lỡ. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.